5 nguyên tắc nổi tiếng trong dạy con. 5 nguyên tắc nổi tiếng trong dạy con là nguyên tắc bể cá, con sói, gió nam, hiệu ứng Robert và con mọt. Nguyên tắc bể cá là gì? Cá vàng nuôi trong bể, dù nuôi lâu thế nào cũng không thể lớn như thả cá xuống hồ ao. Muốn con phát triển, phải cho con tự do. Nếu bố mẹ bao bọc con sẽ không thể trưởng thành được. Nguyên tắc thứ hai là nguyên tắc con sói. Sói là con vật thích khám phá và trải nghiệm những điều mới lạ, vì tính này mà giúp chúng có thể phát hiện được thức ăn, đoán biết được thức ăn và phát huy sinh tồn mạnh mẽ. Trẻ con cũng vậy, chúng rất thích khám phá. Muốn nuôi dạy và bồi dưỡng năng lực của con, chúng ta phải cho con trải nghiệm và khơi gợi cho con tính hiếu kỳ và khám phá. Nguyên tắc thứ ba là nguyên tắc hiệu ứng gió nam. Gió bắc lạnh bất kể thổi mãnh liệt thế nào chỉ khiến người đi đường sẽ quấn thật nhiều áo ấm. Gió nam chỉ cần khẽ thổi khiến người ta sẽ cởi bớt áo khoác ra. Áp dụng nguyên tắc hiệu ứng gió nam này khi giáo dục trẻ, càng phê bình trẻ sẽ càng không nghe lời. Hãy khoan dung một cách lý trí, khách quan, trẻ càng tiến bộ hơn. Nguyên tắc hiệu ứng Robert Rothel là một nhà tâm lý học người Mỹ. Vào năm 1966, ông làm một thí nghiệm thú vị về thành tích kỳ vọng đối với các học sinh. Ông đến một lớp học bất kỳ và chọn ra vài cái tên ngẫu nhiên trong danh sách lớp. Sau đó ông cho giáo viên chủ nhiệm bản danh sách những học viên có triển vọng nhất này. 8 tháng sau, Rosenthal cùng người trợ lý quay lại lớp học kia và kỳ tích đã xảy ra. Tất cả những em có tên trong danh sách đều trở thành những học sinh xuất sắc của lớp. Bí quyết đó chính là nâng cao thành tích học tập của các em học sinh kia. Thật ra rất đơn giản, đó là chúng đã được thầy giáo quan tâm và đánh giá cao hơn. Vậy muốn con học giỏi, trước hết bố mẹ hãy quan tâm và đánh giá cao con. Sự tự tin sẽ giúp con càng ngày càng nỗ lực. Nguyên tắc thứ 5 là nguyên tắc con mọt. Con mọt sách đó chính là việc giúp con đọc sách, cho con có kích thích về mặt tinh thần. Cũng giống như bất cứ một giác quan nào khác trong cơ thể, não cũng đòi hỏi phải được thể dục luôn luôn và mạnh khỏe. Vì vậy, việc đọc sách giúp cho bộ não của chúng ta luôn hoạt động, từ đó nâng cao khả năng phân tích và đánh giá. Với 5 nguyên tắc nổi tiếng này, chúc các bạn sẽ có được nhiều thành công trong việc dạy con.